Chúa. Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Ngẫm, là bổn đạo mới được thân thành quay lại với Chúa. Bà rửa tội cách đây bao lâu? Dạ, thưa cha, con rửa tội cách đây vừa tròn 20 năm. Con nên bà bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con 70 tuổi ạ. Vậy là 50 tuổi bà mới được ơn quay trở về với Chúa, rồi bà được ơn gì? Dạ, thưa cha, con cũng lên để làm chứng cho Chúa. Con được nhiều ơn lắm. Từ ngày con trở lại với Chúa thì con được rất là nhiều ơn. Nếu mà nói ra thì đúng là không sách nào mà viết hết được. Nhưng mà con có ba ơn mới nhất ở gần đây ạ. Một ơn là đầu tháng 11 là con đi Hà Nội, con bế cháu nội thì con dọn vườn của nhà con dâu thì con bị cắt vào tay rồi nhiễm trùng máu. Thì đến cái bệnh viện 103 của quân đội thì con 10 ngày họ lấy máu của con, họ xác định, họ xét nghiệm thì họ cho con là bệnh án là nhiễm trùng máu gấp ạ. Thế sau đó thì con không biết làm sao, con sốt cao toàn 41, 42 độ. Thì con dâu con là người Hà Nội, chị ý là chị các thời cuối cùng sao? Dạ, cuối cùng là xin lòng thương xót của Chúa, con nhờ chị em nhắn tin vào cho cha Long. Thì cha khấn cho con là sau 2-3 tuần là con được khỏi, bệnh viện cho con được về khỏi bình an như bây giờ. Rồi, thứ nhất, ơn thứ hai. Dạ, ơn thứ hai của con là 20 tháng 12 vừa qua, con rể của con là đi đón hàng cho cháu, cho con trai của nó thì bị ô tô 3 giờ sáng tông vào mà chùn hết xương sống, mà dập nát cả chân. Thì con được nghe tin là con xin hội lòng thương xót của giáo xứ là cầu khấn, xin khấn ngân 9 ngày, tuần 9 ngày nhé. Thì cháu ra bệnh viện Việt Đức họ bảo là xếp 160 triệu mà mổ cái cột sống thì may ra một nửa là sống, một nửa là chết. Nhưng mà con cứ khẩn khoản cầu nguyện và chị em cầu nguyện nên bây giờ con trai con không phải mổ, mà con trai con vợ của con là bây giờ được về được bình an mà được khỏe mạnh rồi á. Thưa bà. Dạ, thưa cha, con được một ơn rất là trọng đại là thưa cha, con 50 năm tuổi đảng nhưng mà con dở lại thì con trai của con lại được đi lái máy bay quân đội. Thì bây giờ cháu là thượng tá phi công thì cháu thường ngày là cháu về, con là bổn đạo mới nên là các con là chưa nhận biết Chúa. Thì những cái ngày đầu con ra với con dâu con là con đi lễ là con dâu con nó bực tức, nó không cho con đi. Thế nhưng mà sau Chúa làm một cơn ốm như vậy thì hiện nay là con dâu con, cô con dâu là đã con sửa lòng sửa trí, đã chọn động viên cho con đi lễ ở Hà Nội, là cứ đến chủ nhật là lại cho con đi lễ và lại bảo con là con nấu cơm cho mẹ, mẹ ăn no đi, mẹ đi không mẹ đói. Nên là con thấy cái ơn trọng đại nhất của con là để sau Chúa làm một trận ốm như vậy thì con dâu con là đã cả gia đình nhà con cái con là được nhận biết lòng thương xót của Chúa bao la như đại dương mênh mông, nên là các con đã chuyển biến một cách thực tế mà đã động viên con đi lễ nhiều lần nên con cảm động lắm ạ. Amen. Trên dưới cao cái quạt lên nên một cơn đúng là vô cùng trong đại, không ai có thể làm được một người mà vừa mới chia sẻ với chúng ta như thế. Amen. 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 Bởi vì bà cho biết, bà cho biết là nhờ đâu mà bà quay trở về với Chúa sau 50 năm. Dạ thưa cha, con là cả đằng chồng, đằng con là đều đi lương hết. Thì lúc con 50 tuổi ấy, lúc 35 tuổi là ông chồng con lái xe là bỏ năm mẹ con. Thế thì đến khi con rất là vất vả đi làm lụng thì cha xứ ở gần nhà con mới cho sơ lên cho con dạy, dạy học cho con thì con học giáo lý rất là chuyên cần. Thì cha xứ rửa tội cho con đúng ngày 15 tháng 8 ngày Đức Mẹ lên trời. Và khi đó thì con trai con cũng được tuyển vào phi công. Thì đến bây giờ con trai con có một điều rất là tâm tâm niệm
việc là mẹ ơi, mẹ không có tiền của, vì nhà con nghèo lắm cha, không có tiền của cho con, nhưng mà mẹ cầu nguyện Chúa cho con thì con được bay ở trên bầu trời được bình an. Đấy là một phép màu, vì con cảm tưởng là bay trên bầu trời mà con lái máy bay quân đội á, nên là con nói là phải có phép màu thì con mới bay được như vậy. Mà con năm nay là 41 tuổi, con trai út của con ạ. Mà cháu nói là mẹ không cho con tiền của, nhưng mẹ dâng lời cầu nguyện lên Chúa cho con để con bay bình an. Là con rất là cái đấy là con tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, và hàng ngày con cầu nguyện và con đi làm lòng Chúa thương xót. Giáo xứ là cha xứ con cũng thấy con đi nhiệt tình quá, cha xứ con cũng mừng lắm á. Tôi gửi tặng cho cái anh thi công thức, anh tên là anh làm chức vụ gì? Thưa cha, con là thượng tá thi công ở sân bay Sao Vàng Thanh Hóa. Đây gửi cho anh thượng tá thi công cái máy 365 bài giảng nha. Anh ấy bay lên bầu trời, anh ấy nghe giảng lòng thương xót Chúa trên bầu trời. Và đây là cuốn sách Con Đường Tin Tắc gửi tặng cho anh thượng tá nha, thượng tá thi công. Đây là tập quà chúng tôi gửi tặng cho anh mà cứ đưa về. Đây là cái móc khóa để anh ấy khóa cửa máy bay. Nha, để móc khóa lòng thương xót Chúa để mở cửa máy bay. Rồi, đây là cái quạt gửi tặng cho bà nha, Chúa chúc lành cho bà. À, đây là cuốn sách quà gửi tặng cho anh ấy, cuốn sách để anh ấy biết anh thượng tá thi công, anh biết là Chúa ý lòng thương xót Chúa và làm tuần cử nhật tính lòng thương xót Chúa nha. Rồi, anh ấy nói một câu tôi thấy tâm đắc nhất là mẹ không có của để cho con, nhưng mà mẹ có lời cầu nguyện cho con để con bay trên bầu trời được bình an, và đó là một phép màu. À, thưa chị em.